tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chiều hôm qua tôi mới mua được các bạn nhé. Hôm qua tôi đã quay một cái video mà tôi quay tại nhà chủ xe đấy ạ. Chiếc xe này là tôi vừa mua xong là tôi quay ngay tại nhà chủ xe để thấy được là chiếc xe đang trong cái tình trạng còn nguyên bản từ cái đồng hồ các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và lăn bánh đúng 5.9 km rồi các bạn ạ. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn. Không có tua đồng hồ và không dọn nội thất, không dọn máy gì cả. Mua như nào là tôi đem ra tôi quay luôn cho quý vị các bạn xem đấy ạ. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu các bạn nhé. Có cái video hôm qua tôi đăng đấy ạ. Vừa mua xong là tôi đăng luôn cái video tôi quay ở nhà chủ xe các bạn nhé. Thì chiếc xe này cũng đã được lắp thêm rất là nhiều đồ chơi này. Ví dụ như dán thêm những cái này này. Dán nóc này. Lắp thêm dán nóc này. Vành đen này. Và dàn lốp thì còn rất là mới. Lốp chưa cua còn chưa hạ cơ các bạn nhé. Lắp thêm màn hình Android. Xe cũng đã có sẵn khóa thông minh để nổ start top. Và đặc biệt thì các bạn xem đây ạ. Chủ xe là một bạn nữ cho nên là rất sạch sẽ, rất cầu kỳ, rất đẹp, rất chỉnh chu. Cái chìa khóa cũng rất là mới đấy ạ. Một đôi chìa khóa này đều rất mới. Đây là cái ốp các bạn nhé. Ốp chìa khóa bên trong là chìa khóa còn mới tinh luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Suzuki Swift 2015 tên tư nhân biển Hà Nội này, chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe quá là mới ạ. Tôi đến tôi xem xe ở nhà chủ xe xong cái chỉ tầm 5 phút sau là tôi làm việc giá cả ngay. Đi xem xe một vòng xong cái là biết được chất lượng của chiếc xe, cái là vào làm việc giá luôn các bạn nhé. Không là người khác mua mất. Chiếc xe này là quá là mới, quá là đẹp luôn các bạn ạ. Không có phải làm cái gì cả. Hôm qua mua về cái là tôi quay video tôi gửi lên cho quý bạn xem rồi. Và sáng nay thì tôi có đi rửa qua một chút bên ngoài thôi các bạn nhé. Rửa qua thôi chứ máy móc tôi cũng không dọn đâu ạ. Còn để nguyên cho nó mộc và đẹp như này đây ạ. Đấy, nhìn về qua về cái phần bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ. Một chiếc xe mà chủ xe đã dán thêm những cái giá nóc này, capo này. Nhìn rất là đẹp ạ, có thể nói đây giống như một chiếc xe Mini Cooper. Anh em chúng tôi hay đùa nhau đây là chiếc xe Mini Cooper của Nhật các bạn ạ. Đấy, Mini Cooper của Nhật rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp luôn các bạn nhé. Trong cái tầm tiền giá khoảng 300 triệu thì đây là những chiếc xe có thể nói là lựa chọn rất là đẹp và cá tính đấy các bạn nhé. Đi rất là sang chảnh ở trong cái tầm tiền 300 các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đây ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Toàn bộ từ những cái cụm đèn pha này còn rất là mới này. Mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, cụm đèn pha chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Dàn lốp còn rất mới đây các bạn xem này. Cái dàn lốp thì rất dày. Dàn lốp này là chủ xe cũng mới thay rồi các bạn nhé. Đấy, dàn lốp rất dày luôn. Đấy, dàn lốp các bạn xem đây ạ. Phải nói là một chiếc xe quá đẹp luôn đấy các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì chỉ có việc đổ xăng vào và chạy thôi. Biển hẳn Hà Nội rồi. Thích sang tên thì sang tên thôi ạ. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay kể cả bên phụ này. Gương chiếu hậu này, gập điện. Chiếc xe này là chủ xe độ gập điện auto rồi nhé. Chỉ cần tắt điện là gương gập, mở điện là gương sáng, à gương mở này. Camera sườn này. Đấy, chủ xe đã độ thêm rất là nhiều đồ rồi. Nhìn về đằng sau các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao này. Đấy, đèn phanh trên cao này. Dưới thì đã có camera lùi này.
chủ xe cũng đã độ thêm màn hình Android, camera lùi rồi nhá, cụm đèn hậu bạn thấy đấy ạ. Rất là mới này, toàn bộ những cái phần chữ này, đấy, chữ logo, các thứ đều rất đẹp luôn các bạn này. Vì chiếc xe này là chủ xe ở chung cư, để ở trong nhà luôn các bạn nhá, cho nên là chiếc xe rất là đẹp luôn. Đấy, hôm qua tôi quay video là quay tại trước cửa cái tòa chung cư của chủ xe ở đấy. Đấy, đây, cụm đèn hậu này, mới tinh luôn các bạn nhá. Đằng sau thì là dán thêm cái body kit sau các bạn ạ. Bên đằng sau này thì là chủ xe dán thêm cái, lắp thêm cái body kit sau nhá. Phần body kit sau này là lắp thêm này. Đấy, độ kẻo hai bô, thực tế có một bô thôi. Body kit sau nó vậy. Dàn lốp thì quý bạn thấy đấy ạ. Dàn lốp rất mới này. Có cảm biến áp suất lốp luôn này. Đấy, van này là van cảm biến áp suất lốp này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhá. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Dàn lốp thì đều rất là dày vì chủ xe mới thay rồi các bạn ạ. 5.9 vạn là đồng hồ mà chuẩn chúng tôi mua đấy các bạn nhé. Không có tua thế nào cả. Mua xong cái là tôi quay video luôn cho các bạn xem rồi đấy ạ. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Mở cái cánh cửa ra đã nhìn thấy nó đẹp rồi ạ. Hôm qua tôi đến mua, tôi mở cửa ra cái là tôi đã rất ưng cái xe rồi ạ. Vì chủ xe rất là chỉnh chu, sạch sẽ này. Đấy, keo chỉ tắp bi cánh cửa còn nguyên bản này. Tắp bi cánh cửa rất mới luôn các bạn nhé. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả này. Đấy. Cái này nhá, chủ xe chia sẻ là bạn nữ này, bạn ấy dùng nhưng bạn rất chăm sóc xe. Cứ tháng nào chủ xe cũng mang ra cái chỗ rửa ấy. Chỗ rửa đấy thì nó gọi là cũng chăm sóc xe một chút, cho nên là lúc nào cái bạn cái chỗ rửa xe ấy, người ta cũng lau qua một lớp dưỡng. Đây, lớp dưỡng này, cho nên là nhìn là cái vô lăng nó bóng, nhưng không phải là do chạy nhiều đâu các bạn nhé. Cái vô lăng này là chạy 5 vạn 9 chuẩn này, nhưng mà đây là có một cái lớp dưỡng mà chủ, mà anh em gara ấy, anh em cái chỗ rửa xe, dọn rửa mà chủ xe hay rửa ấy, là người ta sẽ đánh lên một cái lớp dưỡng, cho nên là nhìn lên hơi bóng bóng của cái da đấy các bạn này. Đấy, chủ xe chăm sóc, tôi đến tôi xem xe là tôi đã ưng luôn rồi, vì chủ xe chăm sóc rất kỹ. Và đặc biệt đây các bạn xem này, cái chìa khóa này, hai cái chìa khóa này đều mới tinh luôn, bên trong rất mới nhá. Đây, bên trong rất mới này, ốp rất đẹp đấy. Và đồng hồ công tơ mét, tôi sẽ bật cái điện lên cho quý bạn xem. À là, đây, nó đèn nổ start top. Bấm điện lên cho quý bạn xem nhé. Đấy, 5 vạn 9 đây các bạn này. Đồng hồ công tơ mét là 5 vạn 9 các bạn nhé. Và đây, cái phiếu mà nhắc thay dầu sửa chữa đây này. Đây này, nhắc thay dầu là 6 vạn này. 6 vạn là thay dầu thì chiếc xe này được 5 vạn 9 rồi. Còn khoảng 1.000 nữa là đến thay dầu. Đấy, chủ xe chăm sóc rất kỹ, rất đều luôn các bạn ạ. Xem cái xe là tôi ưng luôn. Toàn bộ từ những cái sàn đây này các bạn xem này. Đấy, cái bộ sàn cũng là rất xịn luôn ạ. Lót sàn 5D rất là xịn luôn. Bên dưới cái lót sàn 5D này thì lại có cả sàn da rồi này. Đấy, trải sàn da luôn ở dưới rồi nhé. Trên là 5D. Đấy, phải nói là chủ xe chăm sóc rất tốt, cho nên là tôi đến tôi mua cái là tôi ưng luôn. Đây, đằng sau các bạn xem này. Đấy, đằng sau tắp bi sàn đấy. Bên dưới này đã có trải da rồi mà còn có cả sàn 5D vào đây nữa này. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận các bạn nhé. Đấy, bộ ghế này, nhìn bộ ghế rất đẹp luôn. Đến xem xe cái là phải ưng luôn này. Đấy, rất đẹp luôn này. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe nhé. Bây giờ bước lên xe này, tôi sẽ bật điện lên cho quý bạn cùng xem này. Đấy, bật điện này, bật đầu màn hình này. Đấy, màn hình này màn hình Android, rất xịn luôn. Cái màn hình này là lắp thêm rất xịn luôn này. Đấy, đồng hồ công tơ mét này. Vô lăng bọc da này. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Điều hòa tự động này. Đấy, một chiếc xe có thể nói là Mini Cooper của Nhật. Đấy, rất đẹp các bạn xem này. Toàn bộ từ tablo này cho đến những cái phần nỉ này, phần nhựa này đều rất mới. Đấy, mặc dù chiếc xe này chúng tôi còn chưa có dọn dẹp gì cả các bạn nhé. Chưa dọn dẹp thì mà nó đã đẹp như này. Đi mua là tôi thấy nó lúc nào cũng sạch đẹp, lúc nào nó cũng chỉnh chu như này. Tôi sẽ đánh giá được ngay chiếc xe này là chủ xe rất là cẩn thận, chăm sóc xe rất là kỹ, cho nên là tôi ưng luôn các bạn nhé. Đây, cần số này, rất đẹp luôn các bạn ạ. Phải nói là một chiếc xe khá là hoàn hảo quý vị ạ nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cốp sau đây nhé. Toàn bộ từ những cái ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau là còn nguyên bản này. Đấy, các bạn xem tất cả những con ốc này là còn nguyên bản hết này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Còn nguyên bản hết luôn này.
ốc cốc sau này, tất cả những con ốc này đều còn nguyên bản hết nhá. Cái này là camera lùi lắp thêm này. Đấy, ốc này, ốc khóa còn nguyên này. Tất cả còn nguyên bản và còn rất đẹp như này đây các bạn xem này. Toàn bộ những cái khoang sau này là còn nguyên bản hết, từ những cái đèn này còn chưa có vết tháo ra đâu. Đấy, đèn chưa có vết tháo các bạn nhá. Đấy, những cái phần nhựa đằng sau các bạn thấy đấy ạ. Nhựa này, nỉ trần này. Đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Phải nói là cái xe quá đẹp luôn ạ. Chưa có dọn dẹp gì mà quý vị bạn thấy đấy ạ. Chiếc xe rất là sạch, tôi khẳng định với quý vị các bạn là đi mua xe gặp rất ít những chiếc xe mà nó còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, đến nhà mua xe là chủ xe trong xe này chỉ có mấy con gấu bông thôi các bạn nhé. Và đây là về cái phần lốp sơ cua. Tôi sẽ mở cái phần dưới này lên cho các bạn xem là cái phần lốp sơ cua này. Lốp sơ cua còn mới tinh. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh này. Chưa dùng thế nào nhé. Và đằng khoang cốp sau này cũng đã được chủ xe dán chống ồn bằng các vật liệu chống ồn của 3M này. Đấy, dán chống ồn này. Đấy, đây dán chống ồn này. Và kích đồ nghề thì các bạn xem đây. Cái này kích đồ nghề trong đây là lốp sơ cua chưa hạ cho nên là cái kích này còn mới tinh luôn này. Đấy, kích còn mới tinh. Chưa mở ra thế nào cơ các bạn ạ. Đấy, từ năm 2015 thì cũng đa số là những chiếc xe này là gần như là toàn chị em phụ nữ dùng thôi. Cho nên là có xịt lốp thì cũng toàn gọi cứu hộ chứ không tự thay lốp sơ cua được. Nên là cái kích nó còn nguyên, lốp sơ cua còn nguyên luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên. Đấy, táp bi còn rất mới này. Quý vị các bạn xem đây. Đều rất là mới luôn này. Từ bậc cửa bước vào này đã thấy đẹp rồi này. Nội thất ghế da. Đấy, nội thất ghế da rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ những cái phần nỉ trần cho đến những cái phần ghế da đều rất là mới, rất đẹp như này đấy ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này. Bấm tay để mở cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết luôn. Táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô này. Vô lăng này. Cần số này. Tay phanh. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn này. Một chiếc xe phải nói là mở cánh cửa ra đứng từ bên ngoài nhìn vào trong đã thấy yêu rồi. Đấy, đi mua xe là tôi gặp những cái xe mà nhìn nó sạch sẽ là tôi biết ngay là chủ xe cẩn thận. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 đấy ạ. Đấy. Dung tích 1.4 lít. Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam thôi các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Phải nói là một chiếc xe là khá hoàn hảo. Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc Swift 2015 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Đấy, và điều mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe Suzuki Swift này là nó còn nguyên bản này, chúng tôi còn chưa dọn rửa nhá. Hôm qua tôi đến tôi mua là tôi có một cái video tôi quay tôi up lên đấy ạ. Quay cả khoang động cơ này. Nó được phủ một cái lớp bụi sau 5 tháng sử dụng thì nó được phủ một cái lớp bụi đấy. Và sáng nay tôi cho anh em rửa xe là chỉ cần lấy cái máy nén khí, cái vòi nén khí ấy, xịt đi cái là nó khô nó đẹp như này đấy các bạn này. Đấy, để nó mộc mạc như thế này mới thấy được một chiếc xe chất các bạn nhá. Đây chưa dọn thì các bạn xem này. Nếu dọn đi là những cái này nó sạch sẽ này, nó bóng này. Đấy, nếu dọn đi là nó sạch sẽ nó bóng rồi, cái này là còn nguyên chúng tôi chưa dọn đâu các bạn nhé. Đấy, khẳng định luôn với quý vị và các bạn là còn nguyên, mộc mạc và chưa có dọn dẹp gì đây này. Đấy, quý bạn xem này, mua được những chiếc xe mà nó phải sạch, máy móc nó phải khô, phải đẹp như thế này thì mới thích các bạn ạ. Ốc yếc thì còn nguyên này, toàn bộ những ốc dàn cò này vì mới cứ chạy có 5 bạn 9 thôi cho nên là những cái ốc này còn nguyên là điều đương nhiên rồi các bạn nhé. Không có lỗi lầm gì thì nó phải là còn nguyên. Đấy, ốc chân máy này, ốc mặt máy gioăng dàn cò đây này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhé. Và đây là cái ốc của cabo này. Ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Đấy. Rất đẹp luôn. Toàn bộ những cái ốc cabo này là còn nguyên hết luôn. Chưa có một vết tháo đâu các bạn nhé. Đến ốc tai này. Ốc tai này, còn nguyên bản hết này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra từ những cái vần xương đầu đây này. Quý vị và các bạn đi mua xe ô tô cũ ấy thì xem kỹ cho tôi những cái phần đầu này này. Đấy, để xem nào có dấu vết gì không, có bị đâm đụng hay không, hay có bị va chạm gì không các bạn nhé. Xem kỹ về phần đầu và phần đuôi là chính này. Đấy, toàn bộ những con ốc này là còn nguyên hết luôn. Xe cũng đã được trang bị hệ thống phanh ABS rồi các bạn nhé. Phanh ABS này. ABS là phải 4 bánh các bạn nhé. Đấy,
hệ thống phanh ABS 4 bánh này. Toàn bộ rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Số khung đây, đây là số khung của chiếc xe Suzuki Swift đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki Swift, sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh đúng 5.9 km. Quý bạn nhé, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là thứ nhất là đồng hồ tôi không đua rồi. Thứ hai là keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị ngập nước quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.